Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 24 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin thể chế cản trở chống tham nhũng, nhắc đi nhắc lại sao vẫn bế tắc. Tại phiên họp lần thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực vào hôm 20 tháng 1, ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lại chỉ đạo cần tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng. Ông Trọng cho rằng phải hoàn thiện thể chế để kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế liên quan đấu thầu, đấu giá, quản lý đất đai, tài sản công, sửa chữa, bổ sung luật thanh tra, luật đất đai, vân vân. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chánh Văn phòng Quốc hội Việt Nam, khi trả lời Đài Tiếng nói AFA cho rằng để ngăn chặn nạn tham nhũng, Đảng và Chính phủ Hà Nội đưa ra rất nhiều biện pháp, nhưng ở Việt Nam các biện pháp và pháp luật vẫn chưa được thực thi triệt để. Ông nói, so với các bộ luật hình sự của nhiều nước trên thế giới, thì bộ luật hình sự Việt Nam có mức phạt cao hơn nhiều, nhất là nhóm tội phạm tham nhũng thì phạt rất nặng. Nhưng vấn đề là có chứng minh được tham nhũng hay không? Thường tội gây thất thoát tài sản, người ta nói là do thiếu trách nhiệm, do cơ chế, thể chế có chiếm đoạt hay không chiếm đoạt. Có chiếm đoạt thì mới dẫn đến những tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ thì lúc đó hình phạt mới nặng, có thể lên đến mức án tử hình. Theo luật sư Trần Quốc Thuận, việc phá được một vụ án tham nhũng không phải là chuyện đơn giản. Những vụ tham nhũng lớn, dây dưa, dây chuyền, dây mờ dễ má, ăn chia với nhau nên việc bóc gỡ để xử lý có nhiều thời gian, công phu. Vì vậy, ông Thuận cho rằng cần phải có cơ chế, thể chế, thích hợp để người dân tham gia thì may ra mới làm tốt được. Vấn đề này được lãnh đạo Việt Nam nhắc đi nhắc lại, nhưng vì sao nạn tham nhũng không những không bị triệt mà vẫn tiếp tục diễn ra ngày một nhiều hơn. Từ Hà Nội vào hôm 21 tháng 1, nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình từng công tác tại tạp chí Cộng sản lại cho rằng về thể chế chống tham nhũng thì qua kinh nghiệm lịch sử của tất cả các nước thì nó là hệ thống dân chủ, tức là báo chí tự do, đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, vân vân. Như vậy mới chống được tham nhũng tận gốc. Các ông cũng biết là như vậy, nhưng cứ nói là thay đổi thể chế theo ý của các ông thì là Cộng sản vẫn chống được tham nhũng. Thành ra các ông chỉ nói vậy để bào chữa cho việc chống tham nhũng, nhưng thiếu hiệu quả hoặc không triệt để xóa bỏ tham nhũng. Đây là hình ảnh công ty Việt Á được cấp 19 tỷ đồng để nghiên cứu khoa học do Bộ Khoa học và Công nghệ duyệt chi ông Trung Ngọc Anh hồi đó còn làm bộ trưởng. Nay phát hiện ra là Việt Á đã nhập khẩu kit test từ Trung Quốc. Vậy 19 tỷ đồng nghiên cứu đã đi đâu? Báo Lao động đã đặt ra câu hỏi. Theo nhà báo Nguyễn Vũ Bình, vấn đề tham nhũng ở Việt Nam là do cơ chế toàn trị Cộng sản, tức là độc tài đảng trị. Chính cơ chế đó đã sinh ra tham nhũng và mức độ tham nhũng ghê gớm đến như vậy. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, trong năm 2021, Việt Nam đã khởi tố điều tra 390 vụ án trên tổng số 1.011 vụ bị can về các tội tham nhũng. Trong đó có nhiều vụ án lớn, nghiêm trọng, phức tạp, khởi tố nhiều người bị can là cán bộ cấp cao, sĩ quan cấp tướng, trong các lực lượng an ninh vũ trang, xử lý các vụ án đưa ra, nhận hối lộ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, và một số vụ án xảy ra trong lĩnh vực y tế lợi dụng phòng chống COVID-19 để trục lợi như vụ tại công ty Việt Á. Nhưng dư luận cho rằng kết quả đó chỉ là bề nổi vì hiện nay tham nhũng hầu như xảy ra ở khắp mọi nơi tại Việt Nam. Vậy với yêu cầu hoàn thiện thể chế để không tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng liệu có khả thi đối với Việt Nam hiện nay hay không? Giáo sư Nguyễn Đình Cống, nguyên chủ nhiệm khoa Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, một đảng viên đã từ bỏ đảng khi trả lời Đài FA nói như sau. Thể chế Việt Nam hiện nay tốt đến đâu, Đảng Cộng sản đứng trên thì họ vẫn tự hào, thể chế của họ rất tốt, rất vững. Nhưng những nhà phản biện vẫn nghĩ thể chế này là không tốt. Nó độc đảng, độc đoán toàn trị theo con đường vô sản, chuyên chính. Thể chế ấy dựa vào liên minh, công nông và trí thức, nhưng hiện liên quan tới người tài thì gọi nó là tìm cách loại bỏ tinh hoa của dân tộc. Vì những người giỏi thường tìm cách trung thực nên người ta không tán thành chủ nghĩa Marx Lenin. Mà không trung thành với chủ nghĩa Marx Lenin thì Đảng Cộng sản sẽ tìm cách loại bỏ. Đây là hình ảnh tiến sĩ Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập đang chịu án tù
nguyên là một cán bộ đảng viên trong bộ máy nhà nước của chính quyền Cộng sản. Theo giáo sư Nguyễn Đình Cống, nhà nước Việt Nam nếu không thay đổi con đường lối cán bộ, không cải cách thể chế bằng việc bỏ các hình thức độc quyền đảng trị thì không thể nào tìm được người tài giỏi thực sự để làm lãnh đạo và quản trị đất nước, không thể bảo đảm được chỗ đứng bền vững cho người tài. Tiến sĩ Hoàng Hợp thì phân tích với đài tiếng nói FA về những vấn đề bất cập của thể chế hiện nay như sau. Cái nền quản trị nhà nước này nó không minh định rõ là cái gì ra cái gì. Nó không nói rõ làm thế nào thì tốt hay không tốt, làm thế nào thì hợp pháp hay không hợp pháp. Người ta không có nền tảng pháp lý cụ thể để người ta yên tâm, nhưng tốt nhất là người ta sẽ không làm. Đấy là do thể chế, do hệ thống, do đó phải làm lại hệ thống và thể chế. Nhiều chuyên gia cho rằng hiện cả ba nhánh quyền lực tại Việt Nam đều chịu sự lãnh đạo của một đảng, nên không phân định được rõ trách nhiệm giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nếu cả ba nhánh quyền lực mà không hoạt động độc lập hơn vào cái kiểm soát lẫn nhau, giám sát lẫn nhau, thì nó sẽ có rất nhiều cản trở và trở ngại trong việc chống tham nhũng. Và ngoài ra, các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vẽ ra rất nhiều công trình vô bổ để tham nhũng. Đây là hình ảnh khu tượng đài 1.500 tỷ đồng bỏ hoang ở Ninh Bình. Cục Quản lý Đường bộ 3 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang hoàn thiện thủ tục cưỡng chế tháo dỡ 5 công trình cổng chào tại thành phố Kon Tum trị giá 8 tỷ đồng. Nguyên nhân được cho biết là những cổng chào này được Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum xây dựng dù chưa được Tổng cục Đường bộ chấp thuận vì lý do mất an toàn giao thông. Tại buổi họp báo vào hôm 14 tháng 1 năm 2022, ông Nguyễn Thanh Mân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum lý giải rằng những công trình này được khởi công vì mục đích lên đô thị loại 2. Việc xin giấy phép xây dựng cổng chào rất phức tạp, trong khi tỉnh yêu cầu hoàn thành các cổng chào trước năm 2021 nên thành phố triển khai cho kịp tiến độ. Dư luận cho rằng đây là một hình thức tham nhũng vì có xây thì mới có ăn của các cấp lãnh đạo có thẩm quyền. Ông Quang, một kỹ sư xây dựng khu vực miền Trung, đã nêu quan điểm của ông về vấn đề tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng như sau. Tham nhũng không những không bớt mà còn diễn ra một cách tinh vi hơn trước, nhất là trong lĩnh vực xây dựng. Tinh vi hơn bởi vì người ta đã thấy được những lỗ hổng trong cơ chế. Trong luật pháp đối với lĩnh vực xây dựng, trong luật xây dựng người ta cũng đã điều chỉnh, bổ sung một số điều luật nhằm hạn chế mức thấp nhất tình trạng tham nhũng trong xây dựng. Tuy nhiên, khi người ta càng đưa ra những cơ chế, chính sách, điều luật trong xây dựng và một số nghị định liên quan, ví dụ như quy chế xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng hay quy hoạch xây dựng v.v. thì thành phần tham nhũng đã có cách đối phó ở trong đó. Theo anh Quang, rất nhiều loại cổng chào có quy mô khác nhau, từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, ai cũng làm cổng chào. Nó không có ý nghĩa gì ngoài tư tưởng cát cứ, tư tưởng tiểu nông nên lãng phí rất lớn. Đây là hình ảnh hai cổng chào mừng Đại hội Đảng Bộ Thành phố Bà Rịa lần thứ 6 nằm cách nhau hơn 200 mét trên đường Cách mạng tháng 8. Thành phố Bà Rịa đã cùng lúc bị quật đổ sau cơn mưa vào ngày 2 tháng 8 và hai cổng chào này đã sập. Đặc biệt là lãng phí ngân sách bởi vì không ai bỏ tiền túi ra xây dựng cổng chào hết. Anh giải thích thêm về hai loại tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng như sau. Cổng chào và tượng đài là những dự án được đẻ ra và gây thất thoát nhiều nhất trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Mà trong lĩnh vực này thì thất thoát trong chi phí đầu tư ít nhất là từ 20 đến 30%. Từ đó chi phí tăng lên, đó là thất thoát trực tiếp. Còn thất thoát gián tiếp là từ chính sách, nơi làm ra chính sách, cụ thể là Bộ Xây dựng, có những sân sau muốn có lợi thì phải đưa ra những chính sách có lợi cho sân sau, tức là có lợi cho cá nhân họ. Câu chuyện xây cổng chào không phải mới xuất hiện ở Việt Nam, mà từ năm 2010, chính quyền tỉnh Bình Dương đã tổ chức khánh thành cổng chào trị giá tới 40 tỷ đồng. Đến năm 2012, chính quyền tỉnh Bình Dương đã tổ chức tháo dỡ một phần công trình trong cổng chào để thay bằng một quả cầu trị giá 1 tỷ đồng. Còn tại thành phố Hải Phòng, sau khi tốn tới 24 tỷ đồng xây dựng cổng chào nghệ thuật vào hồi năm 2015, đến năm 2017 đã phải dỡ bỏ do hư hỏng rất nặng. Mới năm ngoái, cổng chào 6 tỷ đồng ở Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng rơi vào tình trạng có thể bị tháo dỡ bất cứ lúc nào do cổng được xây dựng trên tuyến đường giao thông chính của các tỉnh đồng bằng ven biển nên thiếu tính bền vững. Kính mời các bạn xem bản tin sau một năm tan tác vì dịch, Việt Nam sẽ đón cái Tết ảm đạm.
nỗi đau mất mát người thân trong đại dịch COVID-19 cùng với thu nhập giảm sút trong bối cảnh kinh tế rất khó khăn. Nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh không còn tâm trí đón Tết hoặc đón Tết trầm lắng hơn mọi năm. Đây là theo tìm hiểu của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Việt Nam nói chung và thành phố lớn nhất đất nước nói riêng đã trải qua một năm dịch bệnh tàn khốc với trên 2 triệu ca nhiễm và gần 36.000 người chết. Theo số liệu của Bộ Y tế Việt Nam tính đến ngày 19 tháng 1 năm 2022 như vậy. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh chiếm phần lớn với gần 512.000 ca nhiễm và trên 20.000 ca tử vong. Đây là hình ảnh người dân thành phố Hồ Chí Minh phải leo rào vượt chốt để tìm thực phẩm trong giai đoạn phong tỏa suốt 4 tháng. Trong lúc chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nhâm Dần, vốn là thời điểm buôn bán nhộn nhịp nhất mọi năm, nhưng năm nay hình ảnh ảm đạm với chợ vắng khách, mua bán ế ẩm và tiểu thương dáng cầm cự, theo tường thuật của tờ báo Thanh Niên trong nước. Sức mua được cho rằng đã giảm tới một nửa. Tại chợ Bình Tây, chợ đầu mối cung cấp hàng tiêu dùng cho toàn bộ các dân tỉnh miền Nam, bà Phạm Thúy Hiền, chủ sạp bánh kẹo Thúy Hiền cho Đài Tiếng nói Hoa Kỳ biết, tình hình kinh doanh của bà bết bát hơn mọi năm, mặc dù càng gần đến Tết, khách hàng đi chợ có đông hơn. Theo bà, sức mua ở tiệm bà năm nay chỉ bằng một nửa năm rồi. Số khách hàng mua đi và lượng mua của khách hàng cũng ít đi, chỉ còn 5 phần đổ lại, bà Hiền nói như vậy. Về mối xỉ lấy hàng của bà đem về bán dưới quê, bà cho biết cũng lấy ít hơn, do ở dưới đó cũng có dịch bệnh nên người ta cũng không dám mua bán nhiều. Năm nay người ta không dám làm hàng, mùa dịch người ta sợ bán không được nên làm hàng ít lắm. Đến bữa nay 17 tháng chạp người ta cũng đã nghỉ hết rồi, bà nói. Nguồn hàng có ít nên thành ra cũng không bán được nhiều, bà nói thêm. Đối với ông Mai Ngọc Toàn ở quận 12, mùa cận Tết hàng năm là mùa làm ăn chủ lực của ông, do ông làm nghề làm giò chả và gói bánh chưng bỏ mối. Ông nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, đến thời điểm này số lượng đơn hàng mà ông nhận được thấp hơn năm ngoái từ 30 đến 50%. Các năm trước, người ta ở trên này đi làm, xong tới lúc về, quê sẽ đặt một số lượng hàng đem về quê để ăn Tết. Năm nay, trong đợt dịch vừa rồi, người ta về quê hết rồi. Ông Toàn giải thích, tại sao ông nhận được ít đơn hàng đến như vậy? Đây là hình ảnh, sau khi lệnh phong tỏa tạm nới lỏng vào cuối tháng 9 năm 2021, hàng triệu người dân đã phải bỏ trốn khỏi thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lân cận để về quê đi hàng ngàn cây số bằng xe máy, thậm chí nhiều người đã phải đi bộ. Về giá cả, ông Toàn cho biết năm nay hàng hóa Tết không tăng giá như mọi năm. Bản thân ông vẫn giữ giá bánh chưng từ 120 đến 150 ngàn đồng cho một cái, tùy kích cỡ. Ông cho biết năm nay dù làm ăn không được như trước, do vợ chồng ông có đến 4 con nhỏ nên ăn Tết vẫn phải ăn thôi. Ăn thì có bao nhiêu đâu, chỉ có mấy ngày thôi, ông phân trần. Chỉ là tiêu xài thì cắt bớt, chỉ chi tiêu những gì thật cần thiết mà thôi. Cũng theo lời ông thì mỗi năm gần Tết, ông mua sắm quần áo, giày dép cho con, mỗi đứa vài triệu. Còn bây giờ chỉ gói gọn mấy trăm ngàn mà thôi. Có bao nhiêu, mặc bấy nhiêu, chứ không xu xuya nữa, ông nói. Cả gia đình ông Toàn gồm hai vợ chồng và bốn đứa con, trong đó có một em bé mới sinh, đều nhiễm COVID-19 trong năm vừa qua, ông cho biết. Do đó, ông nói giờ thì ông ly rồi, không sợ nữa, và tính đến Tết sẽ đưa vợ con đi chơi. Chỉ cần giữ kỹ chút thôi vì chắc trong người đã có kháng thể rồi, ông nói. Riêng về đi chúc Tết, ông cho biết chỉ đi hai bên nội ngoại vì đó là trách nhiệm. Còn bạn bè thân hữu thì chỉ gửi lời chúc qua Zalo hay Facebook chứ không tụ tập. Đây là hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh quy định khách chụp ảnh ở đường Hoa Nguyễn Huệ phải đeo khẩu trang. Cũng có thông tin cho rằng mong Tết qua lẹ. Đối với anh Long, 33 tuổi, một nhân viên kinh doanh sống ở huyện Bình Chánh, không muốn nêu tên đầy đủ họ. Và năm 2021 là một năm đại nạn. Vì anh lần lượt mất cả bà ngoại và mẹ chỉ trong vòng có 7 ngày vì COVID-19. Đến cuối năm, vợ chồng anh lại ly dị, anh đã nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ như thế. Anh nói những ngày gần Tết đến, anh cảm thấy rất trống trải, trong đầu không nghĩ được cái gì. Năm nay mình chỉ muốn qua cho lẹ thôi, mong thời gian trôi nhanh qua năm sau để mình làm lại cuộc sống của mình, anh giải bày. Theo lời anh kể thì năm ngoái, tầm này là 17 tháng chạp, gia đình anh rất vui. Mỗi lần tôi đi làm về,
mở cửa vào nhà mẹ lại hỏi đã mua củ cựu chưa, đã sắm đồ đạc trong nhà chưa. Rồi mẹ kêu vợ chồng tắm rửa vào ăn cơm với mẹ, anh nói. Thời điểm này hàng năm thì anh đã dọn dẹp trang trí nhà cửa, sơn dặm tường, anh cho biết. Nhưng năm nay thì anh không muốn làm gì nữa. Mỗi năm gần đến Tết là tôi hết ăn cơm nhà rồi, mà chỉ chở vợ con đi chơi, mua sắm quần áo, anh kể. Anh nói khi ra đường thấy nhà người ta sum họp vui vẻ, anh thấy vui cho người ta, nhưng suy nghĩ tới mình thì lại chạnh lòng, buồn và nước mắt chảy. Anh Long dự định đến 22 tháng Chạp, tức là ngày tảo mộ theo phong tục Việt Nam, sẽ về quê xây mồ mả cho bà ngoại. Còn cốt mẹ anh để ở chùa thì đến Tết anh sẽ đến thăm, anh cho biết. Tết năm nay, anh nói là đối với anh chỉ như ngày thường được nghỉ để làm xả hơi mà thôi. Anh tính sẽ chở con gái nhỏ đi chơi, ngoài ra ở nhà không đi đâu. Đây là hình ảnh người dân chờ đón thời khắc bước qua năm mới hồi năm 2021 tại khu vực Hồ Gươm. Năm nay Hà Nội dừng tổ chức các buổi lễ dịp Tết Nguyên đán. Anh tiếp nói tiếp, tôi chỉ lủi thủi trong nhà một mình thôi, lúc nào buồn quá thì đi uống cà phê cho qua nỗi buồn rồi về, anh bày tỏ. Về mua sắm Tết, anh nói anh chỉ sắm đồ cho con đủ mặc và mua đồ ăn để mình tôi ăn trong mấy ngày Tết. Tôi cũng mua trái cây về cúng kiệc như hồi xưa mẹ chỉ làm mâm cơm cúng kiệc đơn giản thôi chứ không vui vẻ như những năm trước, anh nói thêm. Theo quan sát của anh Long thì không khí giáp Tết Nhâm Dần rất trầm lắng. Không có ai hỏi nhau là đã sắm sửa, chuẩn bị Tết nhất gì chưa, anh cho biết. Không được ra quy định gây khó khăn cho người dân về quê ăn Tết. Đây là thông tin mà dư luận được đưa ra. Thủ tướng yêu cầu các địa phương không được đặt ra các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trái với quy định của Chính phủ và Bộ Y tế. Trong công điện ngày 19 tháng 1, lãnh đạo Chính phủ nêu rõ các địa phương không đặt ra những quy định phòng dịch gây khó khăn không cần thiết cho người dân. Nhất là dịp về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Thời gian qua, nhiều địa phương đã đưa ra các biện pháp về cách ly, xét nghiệm khác nhau với người về quê vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Như trường hợp vào ngày 9 tháng 1, một hộ dân ở xã Nam Cao, huyện Kiến Sương đã bị thôn khóa cửa từ bên ngoài với lý do gia đình có người thân trở về từ vùng đỏ. Sau đó, chính quyền đã xin lỗi hộ dân này. Đây là hình ảnh một hộ dân ở xã Thanh Hóa bị khóa cổng vào ngày 14 tháng 1. Đầu tháng 1, gần 30 hộ dân ở xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng bị chính quyền địa phương khóa cổng nhà để phòng dịch COVID-19. Sự việc được giải quyết khi huyện yêu cầu phải mở khóa. Từ sáng ngày 22 tháng 1, bỏ kiểm tra giấy xét nghiệm và tiêm đủ vaccine cho khách đi máy bay cũng là quy định mới được đưa ra. Đây là quy định mới nhất vừa được Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh triển khai ngay đến các hãng và sân bay với điều kiện đối với hành khách đi lại bằng hàng không. Nội dung đáng chú ý là từ ngày 21 tháng 1, Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh điều kiện đối với hành khách đi lại bằng hàng không sẽ không cần có giấy chứng nhận là tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc có giấy chứng nhận khỏi bệnh và giấy xét nghiệm. Trường hợp khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa thì yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng PCR hoặc xét nghiệm nhanh có giá trị trong 72 giờ trước thời điểm bay. Đối với tổ bay là phi công, tiếp viên sẽ bỏ qua quy định xét nghiệm trước khi thực hiện chuyến bay nội địa. Như vậy, với quy định trên đã nới lỏng thủ tục đi lại của hành khách, đặc biệt là trẻ em dưới 12 tuổi, sẽ không còn phải có giấy xét nghiệm âm tính như trước đó.